Chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Crypto miền Đức Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án Walk to Earn, đúng không ạ Khá là đình đám gần đây Gọi là có một cái con là con Step N Step N đấy thì khá là đang là FOMO nhất Như kiểu AC ấy, của Game thì con Step N đấy là đang là con to nhất Ở bên cái trend là Walk to Earn. đấy. Ngoài ra thì sẽ có một vài những cái con nữa <laughs> Nhưng mà các con đấy thì cũng đều là đã bán hay các thứ đã chạy rồi đấy tất nhiên là những một số blockchain cũng như là avax các thứ thì cũng chưa có những con góc tu hơn thì hôm nay mình <laughs> mình sẽ giới thiệu với các bạn một con này con the sneaker the sneaker này là cũng là một con góc tu hơn nhưng mà của hàn quốc đấy. vì sao nó gọi là của hàn quốc đúng không ạ rõ ràng một blockchain thì ai cũng chơi được nhưng mà <laughs> con này chủ yếu của nó là đánh thị Hàn Quốc đấy thì đây là cái trang web của nó các bạn có thể xem đấy, giày thì sẽ có gọi là kiểu như là phong độ này độ bền này may mắn này chất lượng fever như kiểu là nộ ấy, và Boost đấy đây là các cái hộp giày chung là các anh bên Hàn thì thường thì về phần đồ họa này là vẽ khá là ok đấy Walk to thì được token này Xong rồi sẽ có chế độ là Đẻ này, đẻ dày như kiểu là bên Step end cũng có này Lucky Draw Có cái chế độ lấy, uh, gọi là đi xe đạp Đấy Thì tại sao mình giới thiệu cho các bạn con này Tại vì là đây Ngày 30 tháng 3 Chính là hôm nay Thì nó có public minting Đấy public minting Thì đây có giờ luôn đây Public meeting là vào lúc 09 giờ sáng, đấy thì là còn có mỗi khoảng hơn một tiếng nữa thôi, là bắt đầu public meeting luôn. UTC 09 UTC, à không phải không phải không phải, nhầm, cái này là UTC cộng 09 chứ không phải là 9 giờ UTC <laughs> thì nó sẽ là UTC09 là là là, chậm, là, 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 là nhanh hơn mình 2 tiếng à, nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng thì của mình sẽ là 8 giờ tối rồi wow. của mình sẽ là 8 giờ tối của nó 10 giờ thì mình 8 giờ thì là giá public min sẽ là 330 cái lây số lượng là năm là 3.000 chiếc đấy và mỗi một transaction thì tối đa là được 5 chiếc 5 đôi giày đấy Đấy, trước đó thì đã có dành cho là quay gọi là OG minting OG là những cái người vào sớm một trong Discord này thì giá là 250 clay là bớt được 70 80 đô gì đó 100 đô nhưng mà chỉ được hai unit thôi và đến cái whitelist thì được 290 clay thì bớt được khoảng 40 đô gì đó và chỉ được bao unit thôi còn public thì là 5 đấy cái tổng cộng thì nó sẽ có là 10.000 cái đôi giày 10.000 đôi giày đầu tiên ai mà có trên 15 cái đôi giày này thì sẽ được airdrop len đấy còn nếu mà trên 10 thì là được len og và trên 5 thì được len wireless đấy thì đấy là thông tin về cái việc min thì, thì uh, ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái thông tin ngoài lề nữa về cái cái blog trên này lẫn cái con này đầu tiên ấy thì blockchain Clayton này ấy, nó là một cái blockchain mà gần như là dành cho người Hàn đấy và người Hàn ấy thì cái nền công nghiệp game game của họ rất là mạnh ở đây các bạn có thể nhìn cái thống kê của ngày 25 tháng 3 đây các cái người khổng lồ về ngành trong ngành công nghiệp game đấy thì là đã tham gia vào các cái blockchain nào thì ở đây là có Com2us này CHX thì là ở Terra là Luna đấy còn lại hầu hết là ở Clayton hết Neowit này ngày xưa các bạn đã chơi game PC này, cũng sẽ biết được game Neowit này Com2us này thì là chuyên là game mobile Wemix thì cũng là game mobile Wemix là mấy cái game mà uh, Mi 4 rồi cái thứ đấy, mấy game gần đây cũng cũng của Wemix đấy Netmarble thì quá nổi tiếng rồi Đấy, cao game Hầu hết là ở Clayton hết Chỉ có mỗi một mình come to us Là Terra thôi Đấy, thế thì Thực ra là mình giới thiệu cho các bạn cái con này ấy, Cũng là một cái Bước đi mạo hiểm nhưng mà Ngay từ đầu thì Tôn chỉ ở kênh thì tất cả đều sổ số, số, Thế nên là các bạn có thể là xem xét Thì nếu mà để mà nói về kinh nghiệm Chơi NFT ấy, Thì những cái giày này mình nghĩ là nó sẽ có cái độ um, gọi là độ random đúng không random các cái thuộc tính như ở trong này này đấy như trong này này thì nếu mà các bạn min thẳng luôn ấy thì các bạn có thể sẽ min được những cái giày rất xịn có thể bán gấp 5, gấp 10, gấp 2 lần gì đó cái số tiền các bạn mua này nhưng mà nếu bạn ra giày trung bình hoặc là hơi để một chút thì chắc chắn là sẽ có thằng nó xả thấp hơn giá giá này đấy, thế nên là uh, nếu bạn nào muốn chắc ăn mà có thể là mua được giá rẻ hơn có thể là khoảng là 200 clay một đôi giày thì thì nó có thể dình chợ đấy có thể sẽ dình chợ thì mình cũng không biết được là cái chợ này nó sẽ khi nào nó mở để mình thử sớt xem nào thai lâm og thôi chứ không phải là mốt có nghĩa là cái này nó sẽ có một cái secondary market ở trên là này Đấy, thì thực chất là cái này mình cũng chưa có biết nó là cái gì chưa biết là cái, cái 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 chợ secondary là cái gì nhưng mà nếu mà tìm hiểu được thì mình sẽ để link ở, ở dưới phần mô tả Đấy thì thứ nhất là cái blockchain này là blockchain chuyên về game, nhưng mà lại cũng chưa có được nhiều dự án lắm Gần đây bắt đầu với nổ ra nhiều dự án Đấy, điển hình như là con Clay City Clay City, một NFT của nó bây giờ cũng gần 100.000$ NFT xịn nhất, gọi nó thuê diễn viên các thứ về Đấy đây video hôm này ở trong Squid Game này Animoca đấy xong rồi là có Claydice thì lần trước là mình đã giới thiệu với các bạn rồi Claydice này thì là khá là ok Butter với cả là Clay City đấy thì tổng hợp lại những cái ý chính ở trong video hôm nay là cái gì thứ nhất là tối nay 8 giờ nó sẽ cho min cái sneaker red này với giá 330 Clayton bạn nào mà cảm thấy đắt thì có thể là canh chợ mà vẫn muốn chơi thì có thể canh chợ chờ một chút sau khi mọi người min xong thì có thể canh chợ xem những mấy thằng nào bán ngu hoặc là bán rẻ thì mình mua đấy ý thứ hai là cái cái block trên cái này là block trên riêng về game chủ yếu là hay những cái dự án về NFT của người Hàn Quốc thì khi mình ra cái video này khi mình ra cái những cái kèo như này nó cũng là một cái kèo sổ số, số nên các bạn nhớ là phải quản lý vốn đừng ô đấy cái thứ ba là con này nó theo trend cũng không phải là không cơ sở gì mà nó theo một cái trend hơn đó thế nên là có thể là nó sẽ ok nó sẽ nó sẽ theo được con step n này con đàn anh đấy hy vọng là như vậy còn cái cách mà mua đồng clayton hay là chuyển Clayton về các thứ ấy thì mình đã có một cái video mình sẽ để dưới link mô tả đại khái là cái cái video đấy là hướng dẫn làm tất cả các mạng luôn các bạn cứ làm mạng nào thì các bạn xem cái video đấy hoặc là làm theo cách ở trong đó thì sẽ chơi được tất cả các mạng đấy thế thôi thì uh, đây kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau